Xin chào tất cả các em khối 9 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau qua bài ôn trực tuyến của trường để chuẩn bị cho thi học kỳ 1 của môn tin học khối 9. Nội dung ôn tập là hệ thống lại toàn bộ kiến thức từ bài 1 đến bài 8. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính. Chúng ta phải trả lời được câu hỏi Internet là gì? Internet là hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối với được với mạng Internet? Để kết nối với mạng Internet, ta phải cần đăng ký một nhà cung cấp dịch vụ Internet để hỗ trợ cài đặt và cung cấp quyền truy cập Internet. Em hãy kể một số dịch vụ trên Internet như là tổ chức và khai thác thông tin trên web, tìm kiếm thông tin trên Internet, thư điện tử. Một vài ứng dụng trên Internet, ta có hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử. Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet. Lợi ích của mạng máy tính. Chúng ta có thể trao đổi thông tin, dùng chung dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung các phần mềm. Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet. Siêu văn bản là gì? Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và liên kết hoặc là siêu liên kết đến siêu văn bản khác. Em phải thuộc nằm lòng hai bước truy cập trang web. Bước 1. Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ. Bước 2. Nhấn Enter. Tương tự, sử dụng công cụ tìm kiếm em phải thuộc 3 bước. Bước 1. Truy cập máy tìm kiếm. Bước 2. Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa. Bước 3. Nhấn Enter hay là nháy nút tìm kiếm. Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử. Thư điện tử là gì? Thư điện tử là thư chuyển trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử. Ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử. Ưu điểm: thời gian chuyển gần như tức thời. Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận. Có thể gửi kèm tệp như hình ảnh, video. Cách tạo tài khoản thư điện tử. Chúng ta sử dụng Yahoo, Google, v.v. để mở tài khoản thư điện tử miễn phí. Người dùng có tên đăng nhập và mật khẩu dùng để truy cập thư điện tử có dạng tên đăng nhập, a.com, tên máy chủ thư điện tử. Cách nhận và gửi thư điện tử. Chúng ta truy cập trang web cung cấp tài khoản thư điện tử. Gõ tên đăng nhập, mật khẩu, rồi nhấn Enter hay nháy vào nút đăng nhập. Chức năng chính của thư điện tử: nhận thư, gửi thư, xem thư, xóa thư, phục hồi thư, trả lời thư, chuyển tiếp thư cho một người khác. Những thông tin nào có thể đính kèm với thư điện tử? Chúng ta có thể đính kèm thư điện tử văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim. Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính cá nhân. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của thông tin máy tính có nhiều yếu tố như là yếu tố công nghệ, vật lý, yếu tố bảo quản và sử dụng, virus máy tính. Còn tác hại của virus máy tính như thế nào? Tác hại nó làm tiêu tốn tài nguyên hệ thống, phá hủy dữ liệu, phá hủy hệ thống, đánh cắp dữ liệu, mã hóa dữ liệu để tống tiền, gây khó chịu khác. Bài 6. Con người trong xã hội tin học hóa.
Con người trong xã hội tin học hóa, em phải biết bảo vệ thông tin cá nhân, có trách nhiệm với thông tin đưa lên mạng, xây dựng phong cách sống có khoa học, có tổ chức, có đạo đức, có văn hóa ứng xử. Không phải mọi thông tin trên Internet đều đúng và chính xác, em cần phải cảnh giác. Ứng dụng trong nhà trường, trong hội họp, hội thảo, tạo sản phẩm giải trí. Bài 8. Bài phần mềm trình chiếu. Bài trình chiếu là gì? Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp. Bài ôn chúng ta đã hết. Chúc các em thi tốt nhé.